hồi nãy đi săn cũng bị trại. Đỡ chưa đệ? Ước gì mũi tên đã dành cho ta. Đa tạ nàng, nhờ nàng mà mới có hai ngày thôi mà vết thương của ta cũng đã đỡ nhiều rồi. Công nhận làng có cô em gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Nàng ơi, ta đói quá, tiểu đệ đẹp trai của ta bị mất máu chắc còn đói hơn ta. Nàng có gì cho bọn ta ăn không? Hỡi cô gái xinh đẹp. Ủa, là sao? Sao không trả lời gì hết vậy trời? Có cho ăn không hay bỏ đói? Huynh kỳ quá, người ta là đàn bà con gái mà huynh đi hỏi kiểu đó, ai mà không ngại? Sao ạ? Tại bị vô duyên á. Vô duyên cái gì, đói quá là xin thôi chứ. Xin thì xin mà phải có cái lòng tự trọng một chút xíu chứ. Trời, lòng tự trọng nữa hả? Ừ. Mà nè, tôi với huynh á, trước sau gì cũng chết à. Sinh ở miền xuôi mà chết ở miền ngược. Đúng rồi. Ê, tự nhiên chết chết gì đây? Khùng thì hả? Bây giờ huynh nghĩ thử coi, tôi với huynh làm cái gì biết săn bắn, mà ông tù trưởng ông cho có 3 ngày à, biết săn bắn cái gì bây giờ? Kỳ này á, chết hay sống là do đệ đó. Ủa, huynh nói chuyện mắc cười quá à. Cái chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu. Hồi nào tới giờ nghe Mỹ Nam Kế chưa? Chưa. Chưa thì giờ nghe. Nè, cứ nín thinh, đừng có nói gì hết. Hiểu không? Thôi, không được đâu. Tại sao? Tôi thề là tôi chỉ một lòng chờ Yến thôi à. Thì muốn chờ phải sống, chết nhăn răng chờ ai? Chết. Không. Mà huynh hứa rồi đó nha. Ừ? Phải sống á nha. Yên tâm, bảo đảm sống. Ôi, má ơi, nàng đúng là bông hoa của núi rừng. Chẳng hay nàng muốn sánh duyên cùng tiểu đệ ta. Đệ thấy sao? Đau đau. Nàng thấy đó, tiểu đệ ta vừa chững chạc vừa đẹp trai ít nói. Cảm ơn nàng. Đúng là mỗi lương duyên tiền định, nhưng muốn nhân duyên thành thì hôn phu phải còn sống, đúng không nàng? Thật ra giữa tù trưởng Lan với bọn ta chỉ là chút hiểu lầm nho nhỏ thôi, mà chỉ có nàng mới là người hóa giải được. Nói ta nghe, Lan thường săn ở chỗ nào?